Chiến ơi, ẩn với mẹ mình. Ôi, mẹ sợ về à? Ừ. Ôi, để con đẩy cho, Đây là cái gì đây? Vịt nướng. Gì? Vịt nướng. Vịt nướng à? Đồ hành tỏi. Đây nha. Đồ hành bóc rồi đấy. Mẹ lá chuẩn lên, lá thẳng lên. Rồi. Nặng tỉ. Còn lại thì nặng. Còn lại đâu? Đây. Sao mẹ đi chợ về muộn đây? Đây xem nào. Mẹ bán gì đây? Hành tỏi, gừng. Ui dồi, sao đi về đi làm về muộn thế? Ừ. Không về sớm đây, không còn gì nữa. Không. Đây, đây cái gì đây? Đấy là nghệ. Nghệ, cái này ăn được không? Nghệ đấy thì còn nấu cá. À, quả vẫn là bán hàng à? Ừ, đây là gừng. Rồi, toàn hành tỏi chả có cái gì. Đây có vịt nướng này, mẹ đổi cái hành bóc chưa nên mẹ con vừa bóc là đổi được cái hành bóc rồi đấy. Cái gì đây? Bánh à? Để cho xem nào. Đây, sách cho, để sách cho. Để con sách cho. Đổi cái bánh đấy là bánh mật, đây là bánh ngon nhỉ. Đây là không mất tiền đi mua. Sao lại nhiều thứ này? Thôi mẹ đi vào nghỉ đi, đi vào đây xem nào. Đấy là đổi cái hành bóc rồi đấy. Đi vào đây ngồi đây cho mát nhỉ. Mẹ đi ra đây. Ủa, nóng thế. Đây mẹ ngồi đây vào quạt đi. Đây cái gì đây? Đây là cái bánh đây là vịt nướng. Vịt nướng. Ui giời này em ơi, vịt nướng này. Nhưng mà này tí ăn cơm đúng không? Ăn thì ăn mà chốc ăn cơm được tùy. Ăn được luôn không? Ăn được. Cái này ăn đi. Ông bảo con bày bánh gì đấy? Ừ. Rồi, gì ăn đi. Đổi cái này là mỗi người một ít là đổi lấy bánh này ăn. Lấy hành xong mình lấy bánh. Ừ. Đổi à? Để họ lấy hành xong mình nào. Hay nhỉ? Cho mình thì mình vẽ mua bánh cho họ. Ừ. Nó đỡ vẻ thì là tiền. Đổi cho cái bánh đâu. Ăn bánh này mà có cái mùa hè này mà có cốc nước muối đá thì ngon lắm nhỉ. Đổi ngay mà. Hả? Đây là đổi này. A few moments later. Ôi, gì ăn nước à? Uống cái nào? Ngày bà. Mẹ ơi, mùa hè này tối nay mà ăn canh cua với lại là cà thì ngon nhỉ? Ừ. Lần nhất đời đấy nhỉ? Đi ăn nào? Có à? Có. Có cua à? Có. Cua, nhưng cua làm chưa? Chưa kia. Cua sống á? Ừ. Đâu sao nào? Ở ngoài chậu kìa. Ừ, đấy. Nhưng mà thế này hơi ít nhỉ? Đấy. Thế là nhiều cua đồng mà thế này ngon lắm. Ê ôi, sao nó cắp đau nhở? Cua đồng cái này là nấu là được nhiều lắm đấy nha. Thế á? Ừ. Ôi mẹ cắp. Cắp con mẹ đập tay con xuống, đập tay. Úi dồi, bảo đập tay con đùa, đau thế. Ui chảy máu này mẹ này. Này, đây nó cắp này. Nó vừa cắp con này. Này, đau mẹ.